diệu kỳ bí tích của đất nước Việt Nam qua tiết mục múa bóng Việt Nam quê hương tôi. Lớp thầy xin được chúc mừng với phần tham dự dự thi hết sức xuất sắc với tiết mục phần quý sĩ. Yeah.
với những món quà nó sẽ cùng tìm ra chủ nhân của những giải thưởng tiếp theo. Và giải thưởng tiếp theo trong phần bốc thăm may mắn trúng thưởng ngày hôm nay đó chính là 10 máy ép chậm đa năng. Và với giải thưởng này thì sẽ được giới thiệu vào người bác Toda sẽ xuất bản chức lựa ra 10 là tăng tư đúng ạ. Xin được giới thiệu vào bác. Đó chính là giải thưởng tương ứng của phần bốc thăm lần này, đó chính là 10 máy ép chậm đa năng. Và ai sẽ là chủ nhân của giải thưởng ngày hôm nay đây ạ? Nhân viên 2290 bộ phận hành trình xin được chúc mừng.
hiện nay. Từ lúc mà ra. Thì bây giờ sẽ mời chúng mình, chúng ta sẽ cùng đến với
MC có chất lượng tuyệt vời. Và thưa quý vị thân mến, liên tục chương trình ngày hôm nay, trước khi đến với những phần quà, trước khi đến với các tiết mục dự thi tiếp theo, thì ngay bây giờ xin được thay mặt cho ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và những lời ban lãnh đạo công ty, trưởng các bộ phận cùng đó xin được trân trọng giới thiệu và kính mời các đồng chí ngày hôm nay là đơn vị khách mời đặc mặt tham dự sự kiện sẽ cùng trở lên phía của các khán đài sân khấu để cùng với chúng tôi vui xung quanh nâng lên chúc mừng. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời. Vâng, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ban lãnh đạo cùng đó là trưởng các bộ phận và xin được trân trọng giới thiệu và kính mời
diện của các bạn đồng chí cán bộ công đoàn của khu công nghiệp tỉnh Hải Dương sẽ cùng quay trở lại các bạn về để cùng tham dự. Chúc mừng rất nhiều. Và mỗi giải thưởng của chúng ta đó chính là nồi cơm điện điện tử 1,8 lít. Rồi bây giờ thì em nhờ anh ba và em nhờ chị Thơm cùng bốc ạ. Chị Thơm có thể bốc 7 lá phiếu và anh ba giúp em bốc 8 lá phiếu ạ. Mình có thể để đây ạ để kiểm soát số phiếu ạ, sau đó mình sẽ mở ra sau. Anh Tuấn ạ, sao cái tên mà nghe giống em nhột quá. Em xin được gặp trưởng bộ phận của Nissay được không ạ? Có khi nào thì năm tới các anh chị cho em vào là một bộ phận nho nhỏ đúng không ạ? Để được bốc thăm của mọi người, được không ạ? Được không ạ? Rồi, hẹn gặp lại mọi người trong năm tới. Rồi, cảm ơn anh ba rất nhiều. Xin được chúc mừng chủ nhân tiếp theo NTV 5056 Nguyễn Thị Kim Oanh, bộ phận thành hình ạ. Bảo sao những người tên là anh Tuấn, em xin phép tự nhận tí nhở. Những người anh Tuấn thường rất đẹp trai. Người đứng cạnh em ngày hôm nay đẹp trai không kém phần. Chúc mừng anh. Mấy người rồi ạ? Vâng, bây giờ người may mắn tiếp theo. Hôm nay có duyên nhà máy hay quá. Xin được chúc mừng Vi Thị Vân, mã nhân viên 5529 nhà máy 2 ạ. Tiếp tục. Chủ nhân của bộ đội cơm điện lại là nhà máy 2 ạ. Xin được chúc mừng chủ nhân Phùng Thị Giang NTV 6931 ạ. Và tiếp theo xin được chúc mừng 2755 Trần Thị Mai, bộ phận thành hình ạ. Ai tên là Dung ở đây ạ? Ai tên là Dung ra tay giúp em ạ. Dung ơi, Dung ở đâu Dung ơi? Xin được chúc mừng chủ nhân tiếp theo NTV 6969 Phạm Thị Dung, bộ phận QA ISO. Vâng, những chàng trai cô gái của Thành Hình ơi, mọi người biết anh ba ở đâu rồi đấy ạ? Biết anh ba ở vị trí nào rồi đấy ạ? Lát mọi người ra đấy thôi ạ. Xin được chúc mừng Thành Hình Trần Thị Dơn, mã nhân viên 2168, xin được chúc mừng.
Xin được chúc mừng chủ nhân tiếp theo, NTV 2425 Nguyễn Xuân Hình, bộ phận khuôn ạ. Chia buồn với chị Huế trước nhá. Chia buồn với chị trước thôi. Lát mình nhận giải khác. Xin được chúc mừng bộ phận kế toán, Nguyễn Thị Anh. Máy nhân viên 3626 xin được chúc mừng. Tiếp theo xin được chúc mừng bộ phận QC ạ. QC đâu ạ? Xin được chúc mừng chị Nguyễn Thị Thúy, NTV 2099, bộ phận QC ạ. Và bây giờ thành hình F3, xin được chúc mừng Nguyễn Thị Thúy, mã nhân viên 5108, xin được chúc mừng. QC năm nay được mùa nhiều chưa? Em xin được chúc mừng chủ nhân tiếp theo, Nguyễn Thị Diệu Linh, NTV 7528, bộ phận QC ạ. Đợt này em xin ứng cử vào bộ phận QC để làm việc nhá. Vâng, nếu không thì em sẽ không đọc lá phiếu nữa. Cho em vào bộ phận QC nhá. Rồi, xin được chúc mừng 7736 Nguyễn Thị Quỳnh Dương. Xin được chúc mừng QC, bộ phận QC Nguyễn Thị Quỳnh Dương. Xin được chúc mừng chủ nhân tiếp theo, NTV 2388, Vũ Thị Gái, bộ phận HP Project. Vẫn nhắc lại tới những chàng trai cô gái của thành hình nhá. Biết anh ba ở vị trí nào rồi chứ? Chắc chắn rồi. Nguyễn Thị Sinh, máy nhân viên 3594. Xin được chúc mừng, quá tuyệt vời. Và xin được chúc mừng chủ nhân cuối cùng của bộ lồi cơm điện ngày hôm nay, đó là Nguyễn Thị Thu, NTV 5734, bộ phận nhà máy 2 ạ. Vâng, nữa thì xin được chúc mừng với 15 gương mặt, 15 người may mắn trong chương trình ngày hôm nay đã nhận được giải thưởng tương ứng, đó chính là một bộ nồi cơm điện. Và xin được giới thiệu mời anh ba cùng với đó là chị Thời sẽ cùng lưu lại những bức hình lưu niệm cùng với những người may mắn trong sự kiện ngày hôm nay. Không ạ, thật ra đây là một món quà, một điều tuyệt vời từ anh ba và chị Thời. Đây sẽ là một nhân vật ngẫu nhiên sẽ trúng giải thưởng, đó chính là một bếp nướng lẩu đa năng. Và nhân vật này là ai? Chúng tôi sướng lên thì mời nhân vật đó sẽ lùi lại phía sau. Để một lát nữa thôi chúng ta sẽ nhận được giải thưởng tương ứng. Và chúng tôi xin được công bố với nhân vật may mắn đầu tiên của bếp nướng lẩu đa năng ngày hôm nay, thuộc về bộ phận QC. Và tôi nghĩ đây là một cô gái rất xinh, Nguyễn Thị Diệu Linh. Đâu ạ? Và hãy lùi lại phía sau một chút nhá. Vâng, và bây giờ và có thể di chuyển phía này ạ. Và một tràng tay lớn để cùng chúc mừng với 15 gương mặt ngày hôm nay đã may mắn xuất sắc nhận được giải thưởng nồi cơm điện điện tử 1,8 lít. Một tràng tay lớn quý vị để cùng chúc mừng.
Vâng, nữa thì xin được cảm ơn anh Ba và chị Thời đã giúp ban tổ chức tìm ra 15 người, tương ứng với đó là 15 người may mắn nhận được những giải thưởng ban tổ chức. Mỗi một giải đó chính là một bộ nồi cơm điện 1,8 lít. Và trước khi quay trở lại với những tiết mục dự thi văn nghệ trong sự kiện ngày hôm nay, Ngọc Thơm và anh Tuấn xin mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với giải thưởng tiếp theo, đó chính là giải thưởng tiếp theo đó chính là 15 bếp nướng lẩu Đa Lăng. Mọi người có sẵn sàng lên nhận quà chưa? Và chúng tôi xin được thông báo tới toàn thể quý vị, giải thưởng 15 bếp nướng lẩu Đa Lăng ngày hôm nay đã có chủ nhân của đầu tiên. Vừa rồi chúng tôi đã công bố một cô gái vô cùng xinh xắn tới từ bộ phận QC, Nguyễn Thị Diệu Linh. Và bây giờ ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và mời ngài Tamura cùng với đó là chị Lan sẽ giúp ban tổ chức lựa ra 14 lá thăm, tương ứng với đó chính là 14 chiếc bếp nướng lẩu Đa Lăng. Tamura sama odegai shimasu. Vâng, và xin được cảm ơn và đón chào với tình cảm của bác Tamura cùng với đó là chị Lan ngày hôm nay đã giúp ban tổ chức lựa ra 14 lá phiếu, tương ứng với đó là 14 con người đang có mặt trong bữa tiệc ngày hôm nay. Ai sẽ là người may mắn nhận được những giải thưởng của chương trình? Và giải thưởng ta lần này đó chính là 14 bếp nướng lẩu Đa Lăng. Và người ấy là ai? Xin được chúc mừng chủ nhân thứ hai của bếp lẩu nướng Đa Lăng, đó là NTV 4008 Nguyễn Thị Thanh Ngọc, bộ phận nhà máy 2 ạ. Có thể cho MC C1 lon nước được không ạ? Để lát mời riêng bộ phận quân. Đồng ý không ạ? Cảm ơn. Tuyệt vời, lát MC sẽ xuống khu vực đấy ạ. Mong rằng đã bốc lên rồi thì phải đúng ở khu vực đấy ạ. Xin được chúc mừng Lê Huy Trung, mã nhân viên 6495 ạ. Có đấy không ạ? Vâng, bộ phận khuôn. Em xin được nhắc lại với chị nhá, giải thưởng chương trình của chúng ta ngày hôm nay 205 giải thưởng, nên là cơ hội của chúng ta còn rất nhiều ở phía sau. Đừng vội nản lòng, mãi vững tin. Ngày hôm nay buồn nhất trong chương trình đó là MC thôi. Không biết rằng là các anh chị bên công đoàn của tỉnh có nhận được lá phiếu rồi không ạ? Hình như em nghe thông tin truyền lại là không nhận được lá phiếu giống MC. Ngày hôm nay đã có mấy người buồn rồi ạ. Thế là mọi người buồn cùng với em đi ạ. Và bây giờ thành hình Trần Thị Lúa, máy nhân viên 2740 ạ. Bộ phận thành hình sẵn sàng lên nhận quà không ạ? Bộ phận thành hình đâu ạ? Trong tay em đang cầm giải thưởng của bộ phận thành hình ạ. Xin được chúc mừng Nguyễn Minh Thắng, NTV 7795, bộ phận thành hình F3. Không biết rằng những cô gái xinh đẹp đang mặc những bộ áo gấm lụa là kia có được lên hay không. Nhưng thôi, mong sao là các bạn sẽ được. Người mắn tiếp theo ạ, nhưng lần này chưa phải là thành hình, lần này nhà máy 2 ạ. Xin được chúc mừng Bùi Thị Thương. Bùi Thị Thương với mã nhân viên 2354, xin được chúc mừng. Xin được chúc mừng chủ nhân tiếp theo của bộ phận thành hình ạ. Xin được chúc mừng bạn Lê Thị Ngọc, NTV 6981, bộ phận thành hình. Tuyệt vời quá, ngày hôm nay chắc là
bộ phận khuôn và bộ phận thành hình rất là nhộn nhịp. Phải nói rằng mọi người đã tạo nên những không khí hết sức đặc biệt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Và bên cạnh đó là tất cả những bộ phận đang có mặt trong bữa tiệc. Nhưng lần này chưa phải là khuôn, chưa phải thôi. Xin được chúc mừng nhà máy 2 5733 Xin Thị Oanh. Có không ạ? Chắc chắn là sẽ có rồi. Em thấy nhà máy 2 năm nào cũng rất là may mắn. Và trong tay em bây giờ đang cầm tiếp theo của nhà máy 2 ạ. Xin được chúc mừng chủ nhân tiếp theo, NTV 3761 Phạm Thị Sâm, bộ phận nhà máy 2 ạ. Vẫn là nhà máy 2, xin được chúc mừng Hoàng Thị Thỏa. Mã nhân viên 5385 xin được chúc mừng. Các cô gái trong đội nhảy múa của Thành Hình có sẵn sàng lên nhận quà không ạ? Xin được chúc mừng chủ nhân Đặng Thị Chất, NTV 5491, bộ phận Thành Hình ạ. Vâng ạ, phải nói rằng rất đáng yêu, kèm theo đó là một chút dễ thương. Cô gái Diệu Linh đến từ bộ phận QC vẫn cứ phải nép vào trong kia, bây giờ phải đích thân mời ra. Bây giờ đây, vẫn là Thành Hình. Nhưng lần này không phải là các cô gái. Xin được chúc mừng Nguyễn Xuân Tuấn, mã nhân viên 7271, xin được chúc mừng. Bạn Thủy đâu ạ? Bạn Thủy đang ngồi đâu ạ? Xin được chúc mừng chủ nhân tiếp theo mang tên Thủy của bộ phận Thành Hình, Bùi Thị Thủy, NTV 6705. Quá tuyệt vời, xin được chúc mừng. Và bây giờ đây sẽ là người may mắn cuối cùng của giải thưởng một bếp nướng lẩu đa năng. Và mùa đông này kèm theo đó là chuẩn bị đón chào một không khí Tết, mà chúng ta có một nồi lẩu đúng không ạ, nghi ngút khói bên cạnh gia đình thì không còn gì tuyệt vời hơn. Xin chúc mừng nhà máy 2, Vũ Thị Hồng Nhung, máy nhân viên 4596, xin được chúc mừng. Vẫn chưa kết thúc, chưa dừng lại cái phần quà này ở nhà máy 2 đâu ạ. Nhà máy 2 tiếp tục được xướng tên ạ. Dương Thị Nhung, NTV 5569, bộ phận nhà máy 2, xin chúc mừng. Vâng, và xin mời những người may mắn ạ. Chúng ta sẽ cùng xích lại gần nhau một chút để cùng nhau lưu lại những bức hình lưu niệm. Và xin được thay mặt cho ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn với tình cảm của ngài Tamura, cùng với đó xin được cảm ơn tình cảm của chị Lan đã giúp ban tổ chức lựa ra những lá thăm may mắn, những giải thưởng của chương trình ngày hôm nay. Một bếp nướng lẩu đa năng xin được chúc mừng. Và không thể nào thiếu đi những tình cảm toàn thể quý vị để cùng chúc mừng 15 người may mắn trong chương trình ngày hôm nay thưa quý vị. Và xin được cảm ơn. Vâng, thưa quý vị thân mến, và vừa rồi thì chúng ta cùng nhau tìm ra 30 con người vô cùng đáng yêu, cực kỳ dễ thương, chuyên cần, chăm chỉ trong đại gia đình của Nissay Việt Nam nhận những giải thưởng tương ứng. Và bây giờ đây, xin mời toàn thể quý vị và bạn sẽ cùng quay trở lại với những tiết mục dự thi trong chương trình. Và xin mời quý vị và bạn sẽ cùng đến với... Và xin quý vị sẽ hướng mắt lên sân khấu để xem một tiết mục rất đặc sắc của bộ phận Thành Hình với tiêu đề Cô đơn trên sofa và Pháp sư Trung Hoa. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Và không biết rằng Thành Hình đang ở đâu ạ? Giơ cao tay được không Thành Hình ơi? Một tràng vỗ tay thật lớn để cùng đến với tiết mục Dance Cô đơn trên sofa và Pháp sư Trung Hoa. Thank you.
Vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, 10 điểm, không có nhưng thưa quý vị. Xin được chúc mừng với bộ phận thành hình đã hoàn thành rất xuất sắc với phần dự thi của mình. Một nữa thì xin được chúc mừng, quá tuyệt vời thưa quý vị.
Vâng, xin cảm ơn những tình cảm, những bó hoa chúc mừng cho sự kiện ngày hôm nay. Em đích thân cảm ơn anh Dương đã dành tình cảm để chúc mừng ạ. Thưa quý vị thân mến, không biết rằng quý vị ở dưới đã no hay chưa, nhưng mà cá nhân của MC ngày hôm nay đang rất là no. No ở đây không phải lo lắng đâu ạ, no ở đây là no về tình cảm mà mọi người đã cùng trao tặng trong sự kiện ngày hôm nay. Quá tuyệt vời, những tình cảm chúng ta đã cùng nhau đong đầy để mà cùng nhau lan tỏa giá trị yêu thương. Và thưa quý vị thân mến, bây giờ đây sẽ là một tiết mục biểu diễn dự thi tiếp theo tới từ bộ phận QC với tiết mục Mashup Tình Đã Đầy Một Tim. Và xin mời quý vị và sẽ cùng thưởng thức và theo dõi. Và thưa quý vị thân mến, và để tiết mục của bộ phận QC được diễn ra một cách thuận lợi nhất, cùng với đó sẽ đem lại một bầu không khí tràn ngập những vũ điệu, tràn ngập những điều tuyệt vời, chúng tôi xin phép được giảm bớt chút thiết bị ánh sáng và xin mời quý vị và sẽ cùng hướng chọn sự chú ý quan tâm của mình về phía sân khấu chính ngày hôm nay để cùng đến với phần dự thi của bộ phận QC với Mashup Tình Đã Đầy Một Tim. Cho cuộc tình không tên, anh đã thức xuyên
chỉ được bay lên, bật 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 chỉ được bay lên, bay lên, bật chỉ được bay lên. Quý vị thân mến, quá tuyệt vời của quý vị. Cá nhân của MC đứng ở phía cánh gà hay đứng ở phía dưới cũng như quý vị mà thôi. Chúng ta cùng nhau tận hưởng những ngày cuối cùng của năm 2023 và chúng ta cùng nhau tận hưởng những cái đẹp, những cái rất hay thưa quý vị. Và liên tục chương trình ngày hôm nay sẽ là những phần quà tiếp theo, sẽ là chương trình bốc thăm may mắn trúng thưởng để tìm ra những người may mắn. Và bây giờ giải thưởng tiếp theo trong chương trình đó chính là 10 nồi chiên không dầu. Và giải thưởng ngày hôm nay sẽ thuộc về ai đây ạ? Và để giúp ban tổ chức tìm ra 10 lá thăm may mắn tương ứng với đó là 10 giải thưởng, mỗi giải là một nồi chiên không dầu, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và mời bác Masaoka sẽ giúp ban tổ chức lựa ra 10 lá thăm. Xin được giới thiệu và mời bác ạ. Và như quý vị đang thấy, giải thưởng tiếp theo của chúng ta trong chương trình đó chính là nồi chiên không dầu. Và giải thưởng ngày hôm nay sẽ thuộc về ai đây ạ? Và cũng xin được chia sẻ tới toàn thể các thành viên trong đại gia đình của Nisei Việt Nam. Bây giờ chúng ta cùng dùng tiệc, nhưng mà quý vị lưu ý giúp ban tổ chức ạ. Đừng quên nhận thưởng. Vừa dùng tiệc mà chúng ta phải vừa chú ý xem mình có phải là người may mắn trúng thưởng hay không. Và vẫn như thường lệ, ai là người may mắn trúng thưởng hãy giúp ban tổ chức giơ cao cánh tay của mình và di chuyển thật nhanh lên phía của khán đài sân khấu. Và nếu người nào quên hoặc không nghe thấy thì phần quà sẽ thuộc về ai ạ? Chắc chắn rồi, thuộc về em, nhưng là MC. Tuyệt vời quá. Vừa nhắc đến QC, QC đã có mặt. Nhưng đây không phải là những cô gái. Xin được chúc mừng Nguyễn Văn Nhất.
máy nhân viên 7633. Khuôn ơi, làm thế nào làm đi. Toàn nghiêng hết về QC rồi. Nghiêng về QC tiếp rồi. Mong rằng cái tên này sẽ chiếm trọn spotlight trong buổi tối ngày hôm nay. Vẫn là QC, Trần Thị Bảo Yến, máy nhân viên 2280. Và tiếp theo, xin được chúc mừng nhà máy 2, Vũ Thị Vân, máy nhân viên 4452, xin được chúc mừng. Vẫn là nhà máy 2, xin được chúc mừng Hoàng Thị Oanh, máy nhân viên 5317. Lần này thì hơi nghiêng về nhà máy 2 một chút rồi. Xin được chúc mừng Phan Thị Hải Anh, máy nhân viên 3648. Hình như Thành Hình đang bận bịu quá với những chiếc smartphone phải không ạ? Bây giờ chúng tôi sẽ giúp quý vị bớt bận bịu lại đây ạ. Xin được chúc mừng Lê Thị Triệu, máy nhân viên 5217, xin được chúc mừng. Lần này hơi đổ bộ về phía này thì phải. Lộc Thị Ân, máy nhân viên 4916, bộ phận Thành Hình. Vẫn là nhà máy 2, xin được chúc mừng Vũ Thị Trang, máy nhân viên 2796, xin được chúc mừng. Rồi, phải lâu lắm mới được đọc cái tên này đi ạ, mới được đọc bộ phận này đây. Bộ phận quản lý sản xuất, xin được chúc mừng Nguyễn Thị Thắm, máy nhân viên 6770, xin được chúc mừng. Và chắc mọi người biết rằng tôi đang hướng về đâu phải không ạ? Không biết đây là con trai hay là con gái. Xin được chúc mừng bộ phận QC, máy nhân viên 6871, Phạm Bình Thắng. Và xin được chúc mừng. Và xin mời những người may mắn trúng thưởng sẽ cùng di chuyển thật nhanh lên phía vực khán đài sân khấu ngày hôm nay để nhận những phần quà tương ứng. Và ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bác Masaoka sẽ giúp ban tổ chức lưu lại những tình cảm, cùng với đó chúc mừng những người may mắn trúng thưởng trong chương trình ngày hôm nay. Và xin mời những người may mắn trúng thưởng ạ, chúng ta sẽ cùng tiến lên phía trước một chút đi ạ. Và hãy nở những nụ cười thật rạng ngời và hướng sự chú ý của mình về phía ống kính máy ảnh. Xin được cảm ơn và chúc mừng. Và xin được cảm ơn bác Masaoka đã giúp ban tổ chức lựa ra 10 lá thăm may mắn, tương ứng với đó là 10 nồi chiên không dầu. Và xin được chúc mừng 10 người may mắn trúng thưởng trong chương trình ngày hôm nay. Và những phần quà sẽ được gửi tới tận tay của tất cả các anh chị khi chúng ta quay trở lại làm việc. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Ôi mà thưa quý vị thân mến, không biết rằng bây giờ đây thì có tham lam quá cho MC hay không ạ? Khi mong muốn được gửi tới toàn thể quý vị một món quà âm nhạc được không ạ? Thôi, không được thì cũng cố gắng được nhá. Ngày nay đến với Nisei vui quá. Vui quá, phải nói rằng là tình cảm của mọi người bao năm vẫn vậy, cũng luôn dành tặng cho những người thực hiện chương trình và dành tặng cho trung tâm tổ chức sự kiện Âu Cơ với những tình cảm đặc biệt nhất. Xin cảm ơn lãnh đạo, xin cảm ơn ban chấp hành, cùng với đó cảm ơn tất cả những tình cảm, những thành viên của Nisei. Và bây giờ đây thì xin gửi tới toàn thể quý vị một món quà âm nhạc nhỏ nhỏ thôi. Và xin kéo toàn thể quý vị và sẽ cùng quay trở lại những thập niên của đời đầu. Một nhạc phẩm mà chúng tôi tin chắc rằng quý vị cũng đã từng nghe qua. Và xin mời quý vị và sẽ cùng đến với nhạc phẩm Chỉ Riêng Mình Ta. We'll be right back.
và quý vị có thể vỗ tay theo nhịp đúng không ạ? Mỗi sáng thức giấc bỗng thấy chỉ riêng mình ta, tiếng hót thanh thoát của những chú chim vượt qua. Ngày vui lại lên sao lòng thấy cô đơn lạ thường. Ngày em rời xa tôi chỉ thấy trái đất ôi sao buồn đời. Xung phố bỗng thấy thấp thoáng sáng ai vượt qua. Thì ra mình say nên tưởng bóng dáng xưa trở về. Chiều đông người qua sao chỉ thấy trái đất chỉ riêng mình đã yêu quá đi say ơi. Nụ hôn chưa ngọt môi chân rời mau nghe lòng nhớ. Bàn tay buông rời mau ngăn lệ rơi nghe lòng đau. Rồi em quay mặt đi con đường không em buồn tới. Chỉ riêng mình ta có nỗi tim mãi mới biết trái ngang đời ta. Mà ngày em rời xa không lời nói chia ly vội vàng, để riêng mình ta ôm hình bóng đắng cay. Chỉ riêng mình ta yêu quá đi say ơi. Hay quá đi xây ơi. No no no. No no no. No no no. No no no. Cảm ơn hai đen số rất nhiều. Mỗi sáng thức giấc bỗng thấy chỉ riêng mình ta. Mình ta hay quá. Xung phố bóng thấy thấp thoáng sáng ai vượt qua. Cứ ngỡ bóng dáng mái tóc ngát hương ngày xưa. Mất thì ra mình say nên tưởng bóng dáng xưa trở về. Chiều đông người qua sao chỉ thấy trái đất chỉ chưa ngọt môi chân rời mau nghe lòng nhớ. Bàn tay cũng rời mau ngăn lệ rơi nghe lòng đau. Rồi em quay mặt đi con đường không em buồn ơi. Em buông lời bao thương yêu anh trao đây trời vơi. Một tôi thêm mắt bỗng thấy chỉ riêng mình ta. Có đôi tiếng mãi mới biết trái ngang đời ta. Rời xa không lời nói chia ly vội vàng, để riêng mình ta ôm hình bóng đắng cay chỉ riêng mình ta. Wow, say say say. Wow, xin cảm ơn những đen sâu chúng ta rất nhiều, cảm ơn anh rất nhiều. Wow, cảm ơn các anh em mình rất nhiều. Mình mai ba số nhá. 1 2 3 yo, 2 3 yo, 2 3 wow. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều. Em xin được cảm ơn mọi người rất nhiều nhá. Em sẽ giữ những tình cảm món những món quà này ạ, rất đặc biệt. Cảm ơn đại gia đình Nissan nhà mình rất nhiều. Wow, tuyệt vời quá. Phải nói rằng Nissan chưa bao giờ làm cá nhân của em thất vọng ạ. Yêu mọi người rất nhiều, cảm ơn mọi người rất nhiều. Một nữa thì biết ơn, phải nói rằng rất là biết ơn mọi người ngày hôm nay đã tạo nên bầu không khí
để chuẩn bị bước sang một năm mới chúng ta sẽ cùng nhau bứt phá và thành công hơn nữa rất nhiều. Và thưa quý vị, ngay bây giờ đây thì xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một phần mà chúng tôi tin chắc rằng quý vị đang rất hồi hộp và chờ đợi những giải thưởng tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Và ai sẽ là người may mắn tiếp theo để nhận những giải thưởng tới từ ban tổ chức? Và giải thưởng tiếp theo trong chương trình chúng ta ngày hôm nay sẽ là 20 nồi áp suất điện Bluetooth. Và ai sẽ là người trúng giải đây thưa quý vị? Và với giải thưởng ngày hôm nay, 20 nồi áp suất điện, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ngài Inomata cùng với đó là chị Trang sẽ giúp ban tổ chức lựa ra những giải thưởng để tìm ra những người may mắn trong chương trình. Xin giới thiệu và kính mời ạ. Inomata-san, onegai shimasu. Và bây giờ thì ban tổ chức xin được mời và nhờ ngài Inomata cùng với đó là chị Trang, một cô gái vô cùng xinh đẹp trong buổi tiệc ngày hôm nay, sẽ giúp ban tổ chức lựa ra 10 lá phiếu ạ. Và giải thưởng đầu tiên của chiếc nồi áp suất điện ngày hôm nay sẽ thuộc về những thành viên nào đây ạ? Rất hồi hộp. Xin được chúc mừng nhân viên La Thị Thoan, máy nhân viên 7389 thuộc bộ phận nhà máy 2, xin được chúc mừng. Xin được chúc mừng chủ nhân tiếp theo. Xin được chúc mừng chị Nguyễn Thị Thảo, NTV 2023, bộ phận thành hình. Nghiêng về thành hình quá. Xin được chúc mừng Nguyễn Thị Phố, máy nhân viên 6456, bộ phận thành hình. Ca sĩ Mạnh Ninh đang ngồi ở đâu ạ? Ca sĩ Mạnh Ninh đang ngồi ở đâu ạ? Xin được chúc mừng chủ nhân tiếp theo, anh Nguyễn Mạnh Ninh, bộ phận QC, NTV 2936 ạ. Và những chàng trai cô gái tới từ bộ phận kinh doanh, rất xin lỗi khuôn. Xin được chúc mừng Lê Thị Nhung, mã nhân viên 1103, xin được chúc mừng. Tiếp theo em lại vinh dự được chúc mừng Cao Thị Hồng, bộ phận mua hàng, NTV 1096. Và bây giờ sẽ là thành viên của bộ phận bảo dưỡng. Xin được chúc mừng Nguyễn Đức Cầu, máy nhân viên 7645, xin được chúc mừng. Tiếp theo em xin được chúc mừng chị Nguyễn Thị Huyền, bộ phận thành hình F3, NTV 3587. Và vẫn là thành hình F3, xin được chúc mừng Phạm Thị Thảo, máy nhân viên 4786. Xin được chúc mừng chủ nhân tiếp theo của bộ phận thành hình. Xin được chúc mừng NTV 5933, Phạm Thị Dung. Từ khi có chị Trang đứng ở đây, làm tâm hồn của anh Tuấn trở nên sao động. Và phòng kinh doanh cũng phải như em, chúng ta cũng nên yêu chị Trang nhiều hơn. Và phòng kinh doanh xin được chúc mừng Đào Thị Phương Vân, 1090. Xin được chúc mừng chủ nhân tiếp theo đến từ bộ phận khuôn. Xin được chúc mừng Nguyễn Văn Khương, NTV 2300. Và bây giờ
bộ phận thành hình F3. Xin được chúc mừng Phạm Văn Đoan 7769, xin được chúc mừng. Nhà máy 2 đâu ạ? Nhà máy 2 ơi ạ. Xin được chúc mừng chị Lê Thị Huyền, NTV 6229, bộ phận nhà máy 2 ạ. Mọi người biết tôi đang hướng về đâu rồi chị ạ? Xin được chúc mừng Bùi Thị Hiến, máy nhân viên 5423, bộ phận thành hình. Tiếp theo xin được chúc mừng chủ nhân NTV 2293, Chu Thị Hoa, bộ phận thành hình ạ. Và xin được chúc mừng nhà máy 2, Nguyễn Thị Tuyến, máy nhân viên 3642, xin được chúc mừng. Tết là phải có Mai đúng không ạ? Mai đâu ạ? Mai đang ngồi ở đâu ạ? Xin được chúc mừng chủ nhân tiếp theo, Cao Thị Mai, NTV 2209, bộ phận thành hình. Một thể quý vị thân mến, và toàn thể quý vị đang cùng với chúng tôi chuẩn bị bước sang một năm mới, năm 2024. Và nữa thì xin được kính chúc cho đại gia đình của Nissay cùng với đó tất cả các đồng chí trong công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương, đơn vị khách mời ngày hôm nay, mà sẽ luôn luôn có thật nhiều sức khỏe và sẽ cùng nhau vững tâm, vững niềm tin để và sẽ cùng nhau xây dựng đất nước phát triển và lớn mạnh hơn nữa. Cùng với đó và sẽ cùng xây dựng một Nissay luôn luôn chiếm trọn được những lòng tin yêu của tất cả quý vị. Một lời cảm ơn tình cảm quý vị ngày hôm nay đã cùng có mặt tham dự và chúc mừng. Xin được chúc mừng chủ nhân tiếp theo của bộ nồi áp suất điện là chị Nguyễn Thị Thanh Hà, NTV 7841, bộ phận QC ạ. Vẫn là nhà máy 2, xin được chúc mừng Trần Văn Bản, máy nhân viên 5719, xin được chúc mừng. Vâng, và nữa thì xin được mời những người may mắn trúng thưởng mà sẽ cùng di chuyển thật nhanh lên phía khán đài sân khấu. Cùng với đó là sẽ tiến lên phía trước 2 bước ạ. Và xin được mời bác Inomata, cùng với đó là chị Trang sẽ cùng lưu lại sân khấu để cùng chúc mừng những người may mắn trong chương trình ngày hôm nay. Và không thể nào thiếu đi tình cảm của quý vị để cùng chúc mừng những người may mắn trong chương trình, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị thân mến, chúng tôi có thể thấy và hiểu rất rõ những niềm vui, những niềm hạnh phúc ngày hôm nay của những người may mắn trúng thưởng. Và các quý vị đang ở phía dưới mà chúng ta chưa may mắn trúng thưởng thì quý vị đừng vội buồn, bởi vì chúng ta đang còn rất nhiều những giải thưởng còn nằm ở phía sau, thưa quý vị. Và xin được chân thành cảm ơn và chúc mừng. Và xin mời mọi người sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với vị trí những hàng ghế danh dự của mình và sẽ cùng tham dự bữa tiệc. Cùng với đó sẽ cùng chúc thật nhiều những tình cảm, những lời sức khỏe trong sự kiện ngày hôm nay. Thưa thể quý vị thân mến, và vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm ra chủ nhân của 20 giải thưởng. Mỗi giải là một nồi áp suất điện. Và ngày hôm nay, một lần nữa xin được đón chào những tình cảm của tất cả quý vị đã cùng có mặt tham dự với sự kiện bữa tiệc tất niên
Cùng với đó chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị đón chào một năm mới, một mùa xuân mới năm 2024 và xuân Giáp Thìn. Và ngay bây giờ đây xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những tiết mục dự thi văn nghệ trong chương trình tới từ bộ phận thành hình với tiết mục Amio. Và xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng cổ vũ và theo dõi thưa quý vị. Man.
Wow, chưa bao giờ vui như bây giờ rồi quý vị. Một tràng tay thật lớn để cùng chúc mừng với tiết mục dự thi hoàn thành xuất sắc tới từ bộ phận Thanh Hình. Quá tuyệt vời, những cảm xúc đong đầy, những tình cảm, những lời chúc mừng trong sự kiện ngày hôm nay để cùng chúc mừng cho bộ phận Thanh Hình đã hoàn thành xuất sắc với phần dự thi văn nghệ của mình. Xin cảm ơn và chúc mừng. Phải nói rằng người đáng thương gần nhất trong buổi tối ngày hôm nay em nghĩ là anh Dương ạ. Vừa khi bước lên sân khấu nhảy được hai điệu đã phải xuống rồi ạ. Thưa quý vị, và ngay bây giờ đây sẽ là những chiếc bếp từ tới từ thương hiệu Sanhao, và ban tổ chức xin được mời lên sân khấu giúp ban tổ chức với sự hiện diện của xin được mời anh Quân và chị Hà lên để bốc ra 13 chủ nhân của bếp từ Sanhao. Xin mời anh Quân và chị Hà. Và bây giờ đây thì xin được thay mặt cho ban tổ chức xin được mời anh Quân và chị Hà sẽ cùng nhanh chóng quay trở lại phía sân khấu để giúp ban tổ chức tôi lựa ra 13 lá thăm, tương ứng với đó là 13 người may mắn chương trình sẽ nhận được những chiếc bếp từ đơn tới từ thương hiệu Sanhao. Anh Quân ơi, anh Quân đang ở đâu ạ? Xin mời anh Quân lên sân khấu ạ. Với 13 lá phiếu thì anh Quân sẽ nhường lại một chút cho chị Hà. Và anh Quân sẽ bốc sau. Rồi, bây giờ thì đến phần của anh Quân ạ. Anh Quân giúp ban tổ chức lựa ra 7 lá phiếu ạ. Vâng, thưa quý vị, và giải thưởng của chúng ta sẽ có 13 chiếc bếp từ đơn thương hiệu Sanhao tới từ công đoàn, và 17 chiếc bếp từ đơn tới từ công ty. Và xin mời anh chị sẽ giúp ban tổ chức lựa ra 30 lá thăm ạ. Mỗi người 15 lá thăm ạ. Vâng, vẫn như cũ, mong là các anh chị sẽ kiểm soát thật tốt những lá thăm. Không thì MC nguyện một lần nữa hiến tấn thân này. Được không ạ? Vẫn là những câu nói rất phũ phàng. Không, rất đáng buồn. Và chiếc bếp từ đơn đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay xin được chúc mừng Thanh Hình 3, Phạm Thị Hằng, mã nhân viên 2464. Xin được chúc mừng chủ nhân tiếp theo,
chị Nguyễn Thị Huệ, NTV 5927, nhà máy 2 ạ. Xin được chúc mừng thành hình F3, Nông Thị Thanh Lam, máy nhân viên 2078. Tiếp theo xin được chúc mừng chủ nhân của NTV 7328, Trần Thị Ngà, bộ phận HP ạ. Xin được chúc mừng Nguyễn Thị Lương, máy nhân viên 6231, bộ phận nhà máy 2. Quản lý sản xuất đâu ạ? Quản lý sản xuất ơi, xin được chúc mừng anh Nguyễn Văn Pháp, NTV 2100, bộ phận quản lý sản xuất ạ. Và xin được chúc mừng Trương Thị Cúc, mã nhân viên 1120, bộ phận ISO and QA. Xin được chúc mừng chủ nhân tiếp theo, NTV 5264, Nguyễn Thị Hương, bộ phận nhà máy 2 ạ. Xin được chúc mừng 7325, Lê Thị Huệ, bộ phận HP Project. Xin được chúc mừng chủ nhân tiếp theo, NTV 6700, Vì Thị Hoàn, bộ phận thanh hình. QC, xin được chúc mừng Vũ Thị Hương, 5502, xin được chúc mừng. Tiếp theo lại bộ phận QC ạ. Xin được chúc mừng chủ nhân tiếp theo, chị Nguyễn Thị Huyên, NTV 3647, bộ phận QC ạ. Xin được chúc mừng Phạm Thị Hạnh, thành hình F3. Tiếp theo lại là chủ nhân mang tên Hạnh, nhưng mà Hạnh này nó lạ lắm ạ. Hạnh của thành hình F3 đâu ạ? Xin được chúc mừng Vũ Thị Hạnh, NTV 2353, bộ phận nhà máy 3. Và xin được chúc mừng Phạm Thị Hạnh, mã nhân viên 2320, thành hình F3. Xin được chúc mừng chủ nhân tiếp theo, chị Bùi Thị Miền, NTV 3676, bộ phận nhà máy 2 ạ. Hôm nay cho phép MC xin được nghiêng mình về QC ạ. Xin được chúc mừng Hoàng Thị Hồng Nhung, mã nhân viên 7449. Em xin được đọc lại của chủ nhân tiếp, chủ nhân vừa rồi ạ. Trần Thị Ngà, chị Ngà ở bộ phận HP có ở đây không ạ? Mọi người hiểu ý tôi chứ? Hiểu ý chưa? Yêu quá khuôn ơi. Xin được chúc mừng Phạm Thị Nga, máy nhân viên 5017. Xin được chúc mừng chủ nhân tiếp theo của thành hình F3. Xin chúc mừng Nguyễn Minh Thái, NTV 3969. Xin được chúc mừng Lê Đình Hợi, bộ phận thành hình máy nhân viên 4163. Xin được chúc mừng chủ nhân tiếp theo, NTV 3732, Đỗ Như Hải, bộ phận khuôn ạ. Và xin được chúc mừng bộ phận thành hình Nguyễn Khắc Nghị, máy nhân viên 7350. Xin được chúc mừng chủ nhân tiếp theo đến từ hành chính nhân sự. Xin chúc mừng chị Đào Thị Lan, NTV 3983. Và xin được chúc mừng Cao Thị Thương, mã nhân viên 6109, bộ phận thanh hình. Xin được chúc mừng chủ nhân tiếp theo, chị Vũ Thị Cẩm, NTV 2107, bộ phận thanh hình. Vẫn là thanh hình. Xin được chúc mừng Phạm Việt Linh, mã nhân viên 2544. Hình như thành hình năm nay được mùa đúng không ạ? Xin được chúc mừng chủ nhân tiếp theo, chị Nguyễn Thị Hiếu, NTV 2747, bộ phận thành hình. Và xin được chúc mừng Phạm An Hiếu, bộ phận mua, mã nhân viên 6976. Xin được chúc mừng NTV 4688, bộ phận QC, Vũ Thị Thùy Dung. Và tiếp theo, xin được chúc mừng Lương Thị Hồng, mã nhân viên 6944,
bộ phận Thanh Hình. Em xin được thông báo chị Trần Thị Ngà hôm nay không có mặt ở buổi lễ ngày hôm nay. Vậy chúng ta sẽ bốc một lá phiếu để thay thế cho chị Ngà của bộ phận HP nhé. Và người may mắn cuối cùng của giải thưởng bếp từ đơn Sun Hall ngày hôm nay sẽ thuộc về một anh rất đẹp trai của quản lý sản xuất NTV 3755, Vũ Hồng Quân. Vâng, xin được chúc mừng. Anh Quân đang ở đâu ạ? Vâng, xin được chúc mừng anh. Và nữa thì xin được thay mặt cho ban tổ chức xin được cảm ơn với tình cảm của anh Quân và chị Hà đã giúp ban tổ chức lựa ra 30 lá thăm may mắn. Và xin mời những người may mắn ta sẽ cùng nhanh chóng di chuyển lên phía khu vực ở trung tâm sân khấu để cùng nhau lưu lại những bức hình lưu niệm trong sự kiện ngày hôm nay. Và rất xin được chúc mừng. Mọi người có thể đứng cụ thể chi tiết để ban tổ chức kiểm lại có đúng là số lượng người không ạ? Hình như vẫn thiếu một người nữa. Và người ấy là ai? Xin mời anh Quân ạ. Rồi, xin lỗi quý vị ạ, lá phiếu này tạm thời thì anh Quân vẫn chưa thể nào mở ra được. Tôi xin phép được kiểm lại những lá phiếu trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, bây giờ người may mắn cuối cùng của giải bếp từ đơn thương hiệu Sun Hall ngày hôm nay xin được chúc mừng. Nhà 12 đâu nhở? Bạn nào tên là anh? Nhà 12 nhất diều tên là anh thì phải. Này hình như ở MBX. Vũ Thị Anh 2916. Vũ Thị Anh 2916 đâu? Có không nhỉ? Có rồi. Vâng, xin được chúc mừng. Và bây giờ đây thì xin được mời anh Quân và chị Hà sẽ cùng lưu lại những khoảnh khắc, những lưu niệm cùng với những người may mắn của giải bếp từ đơn Sun Hall ngày hôm nay. Xin được cảm ơn và chúc mừng. Và một trong tay thật lớn thưa quý vị để cùng chúc mừng. Và xin mời các anh chị ngày hôm nay chúng ta may mắn trúng thưởng sẽ cùng di chuyển ra phía khu vực bên phải của cánh gà để lưu lại những thông tin để ban tổ chức xin được trao gửi những phần quà và những lời chúc mừng. Một nữa thì xin được thông báo cảm ơn ạ. Vâng, xin mời các anh chị ạ. Chúng ta sẽ cùng di chuyển ra phía khu vực bên phải cánh gà. Và xin được cảm ơn anh Quân, cảm ơn chị Hà đã giúp ban tổ chức lựa ra 30 lá thăm may mắn trong chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị thân mến, ngay bây giờ đây sẽ là tiết mục tham dự với phần dự thi văn nghệ, tiết mục thứ 9, tiết mục cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Và nếu cá nhân của anh Tuấn xin được thả tim cho bộ phận khuôn ạ. Và bây giờ một tràng pháo tay thật lớn thưa quý vị để cùng đến với tiết mục Hào khí Việt Nam với phần dự thi của bộ phận phòng khuôn.
Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, tuyệt nhiên định phận tại Thiên Sư. Như Hà nghịch lỗ lai xâm phạm, Nhữ Đẳng hành khan thủ bại hư. Nam ơi giống hùng thiêng, ngàn năm lưu danh sự sách. Mẹ Âu Cơ, bố Lạc Long Quân, cùng trăm con xây cơ đồ. Thời gian qua kiên dũng đời ông cha, dựng xây giữ yên bờ cõi. Để tương lai con cháu cùng hoàn ca, đất nước thanh bình rực rỡ gấm hoa. Tình lý trần lễ ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời. Xương máu dòng tiến ơi, còn đầy kiên trung bất khuất. Như sóng biển đông kia, ngàn năm mãi luôn lưu truyền. Hào khí trời Nam ta, rạng ngời sắt son Việt Nam. Chiều Tây Sơn áo bạc vai, rừng thiêng sắc son thề ước. Thành Thăng Long mãi còn bay xa, thời gian qua thăm oai hùng. Nhà Nam ta đất với trời bao la, tuyệt nhiên thiên thư còn đó. Giặc bao phen khiết vết chuồn tâm can, đất nước ngoan cường một dải gấm hoa. Sông hát hồn thiêng ơi, ngàn sao cháu con ghi lòng. Sông lớn bạch đằng giang ơi, vui thấy bác quân sông lớn. Lớp lớp người chung tay dựng xây gấm son san hà, cho nước Việt Nam ta ngàn đời ngút cao hùng thiêng. Tình lý trần lễ ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời. Xương máu dòng tiến ơi, còn đầy kiên trung bất khuất. Như sóng biển đông ngàn năm mãi luôn lưu truyền. Hào khí trời Nam ta, rạng ngời sắt son Việt Nam. Cho đến ngàn năm sau, rạng ngời sắt son.
và đó là Hào Khí Việt Nam. Và xin được chúc mừng với phần biểu diễn, phần dự thi hết sức đặc sắc tới từ bộ phận Phòng Khua. Xin được chúc mừng. Sương máu dòng tin ơi, còn đầy kiên trung bất khuất. Một lần xin được thay mặt ban tổ chức xin được chúc mừng với phần dự thi của bộ phận Phòng Khua với tiết mục múa Hào Khí Việt Nam. Khi trời nắm ta dạng người sắt son Việt Nam. Tôi xin được cảm ơn những tình cảm, sự cổ vũ nhiệt thành, cũng đó tình cảm yêu mến từ ban lãnh đạo và chấp hành của công ty Nissay Việt Nam. Xin cảm ơn tiết mục Hào Khí Việt Nam của bộ phận Phòng Khuôn. Vâng thưa quý vị, rất hào hùng, khí thế, và đó là những thông điệp mà ngày hôm nay Phòng Khuôn muốn gửi tới toàn thể quý vị đang cùng có mặt trong mặt khán phòng. Và nữa thì anh Tuấn cùng với Ngọc Thơm xin được cảm ơn những tình cảm tất cả quý vị ngày hôm nay đã cùng tạo nên một bữa tiệc, cùng với đó là những lời tri ân được gửi tới các quý đơn vị khách mời, những quý người thân, những quý người luôn luôn đồng hành yêu mến cùng giúp cho Nissay ngày một phát triển và tiến xa nữa. Một nước cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến phần thưởng tiếp theo của chương trình. Đó chính là 30 chiếc máy xay sinh tố. Ai sẽ là chủ nhân của 30 chiếc máy xay này? Xin mời quý vị cùng theo dõi lên sân khấu để hồi hộp chờ đợi. Và với 30 chiếc máy xay sinh tố ngày hôm nay thì anh Tuấn cùng với Ngọc Thơm xin phép được là những người bốc những lá thăm này. Thưa quý vị, bây giờ xin mời hòm phiếu. Vâng, xin cảm ơn ban tổ chức rất nhiều. Và để đến với những tình cảm, những lá phiếu tiếp theo thì chúng tôi xin phép được kéo cao cánh tay của mình lên một chút ạ. Rồi, đầu tiên thì em đã làm xong cái nhiệm vụ của mình đó. Đó chính là bốc 15 lá phiếu. Và cùng với đó, người bạn, người chị, người đồng hành Ngọc Thơm cũng sẽ chuẩn bị hoàn thành với nhiệm vụ của mình. Đó chính là bốc 15 lá phiếu tiếp theo. Và ngày hôm nay ai sẽ là chủ nhân của chiếc máy xay sinh tố thương hiệu Sun Hào? Chúc mừng chủ nhân đầu tiên của bộ máy xay sinh tố, anh Vũ Văn Quyết, NTV 5759, bộ phận nhà máy 2 ạ. Và xin được chúc mừng Nguyễn Thị Huynh, mã nhân viên 4258, bộ phận thành hình. Xin được chúc mừng chủ nhân tiếp theo, NTV 5717, Nguyễn Quang Huy, bộ phận HP ạ. Và xin được chúc mừng mã nhân viên 5240, Trần Thị Nhiên, bộ phận thành hình. Chị Duyên ơi, chị Duyên ăn xong chưa? Xin được chúc mừng chủ nhân tiếp theo, NTV 1099, Hoàng Thị Duyên, hành chính nhân sự. Và xin được chúc mừng bộ phận bảo dưỡng
Nguyễn Văn Quảng, máy nhân viên 2824 xin được chúc mừng. Xin được chúc mừng chủ nhân Trần Thị Hằng Nga, NTV 5214, nhà máy 2 ạ. Và xin được chúc mừng nhà máy 2, Trần Văn Nam, máy nhân viên 7558 xin được chúc mừng. Dancer Sâm đâu ạ? Xin chúc mừng Đậu Thị Sâm, NTV 5541, bộ phận thành hình ạ. Và xin được chúc mừng mã nhân viên 2871, bộ phận thành hình, Lương Thị Thuy. Xin được chúc mừng chủ nhân NTV 2145, Phạm Văn Tâm, nhà máy 2 ạ. Và bây giờ xin được chúc mừng bộ phận HP Project, Trần Thị Linh, mã nhân viên 7234. Xin được chúc mừng chủ nhân Phạm Thị Hải Anh, NTV 7255, bộ phận thành hình. Chưa bốc cái nào ra bộ phận khuôn cả, chán thế. Xin lỗi khuôn nhá, nhưng mà kèm theo đó là chúc mừng thành hình. Nguyễn Thị Cương, máy nhân viên 6076 xin được chúc mừng. Xin được chúc mừng chủ nhân tiếp theo, Dương Ngọc Lừng, NTV 5362, bộ phận thành hình. Và xin được chúc mừng nhà máy 2, Đặng Thị Hoa, máy nhân viên 4518. Thu ơi, Thu ở đâu? Xin chúc mừng Vũ Thị Thu, NTV 4404, quản lý sản xuất 1. Vẫn là thành hình, xin được chúc mừng Nguyễn Thị Lệ Thu, máy nhân viên 6141. Xin chúc mừng chủ nhân Đào Thị Sáu, NTV 4544, nhà máy 2 ạ. Quá nhiều niềm yêu thương cho thành hình. Xin được chúc mừng Vũ Trọng Tới, máy nhân viên 2964 xin được chúc mừng. Xin chúc mừng chủ nhân NTV 6145, Phạm Thị An, nhà máy 2 ạ. Mọi người biết em nhìn vào đâu rồi chứ? Không. Xin được chúc mừng bộ phận kế toán, Nguyễn Quỳnh Châu, máy nhân viên 1102 xin được chúc mừng. Xin được chúc mừng chị Nguyễn Thị Na, bộ phận QC, NTV 2253. Vẫn là một thành viên của nhà máy 2, xin được chúc mừng Nguyễn Văn Độ, mã nhân viên 5746 xin được chúc mừng. Xin được chúc mừng chủ nhân tiếp theo, chị Vũ Thị Huệ, NTV 7630, bộ phận QC. Chính thức là có duyên với kế toán đấy ạ. Xin được chúc mừng Đặng Thị Thuy, mã nhân viên 1058 xin được chúc mừng. Xin được chúc mừng chị Nò Thị Hiểu, bộ phận QC, NTV 7598. Và xin được chúc mừng bộ phận bảo dưỡng, Vũ Thanh Tuấn, máy nhân viên 3561 xin được chúc mừng. Xin được chúc mừng chủ nhân tiếp theo, chị Lê Thị Nương, bộ phận thành hình, NTV 7497. Và xin được chúc mừng nhà máy 2, Triệu Mùi Liều, máy nhân viên 6423 xin được chúc mừng. Và nữa thì xin được chúc mừng 30 chiếc máy xay sinh tố. Mời mọi người ạ, chúng ta nhanh chóng giúp ban tổ chức. Và với giải thưởng này thì Ngọc Thơm cùng với anh Tuấn là người đã giúp tìm ra chủ nhân những giải thưởng, nên xin phép được đứng cạnh cùng ạ. Vâng ạ, các anh đừng để... Thôi được rồi, các chị đứng lên cũng được ạ. Các chị đứng lên được ạ. Vẫn để các anh thôi. Rồi, mà xích lại gần nhau một chút ạ. Và mọi người có thể tiến lên phía trên này một chút ạ. Vâng
Vâng thưa quý vị, và một trong tay thật lớn để cùng chúc mừng chủ nhân của giải thưởng hôm nay, máy xay sinh tố thương hiệu Sun Hau, và một trong tay thật lớn thưa quý vị để cùng chúc mừng. Và xin được cảm ơn những người may mắn nhận được giải thưởng của chương trình. Và xin mời mọi người vẫn sẽ cùng trở lại vị trí những bàn tiệc của mình. Thưa quý vị, và ngay bây giờ đây, anh Tuấn cùng với Ngọc Thơm, chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra chủ nhân của 35 giải thưởng tiếp theo. Và mỗi giải thưởng là một. Mỗi giải thưởng sẽ là một chiếc máy sấy quần áo. Và để tìm ra chủ nhân của những giải thưởng ngày hôm nay, thì ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và mời lên sân khấu. Xin được mời anh Bình và anh Kiểm. Anh Bình và anh Kiểm đã say chưa? Anh Bình và anh Kiểm đang ở đâu ạ? Vâng, theo thông tin được đưa về, ngày hôm nay anh Bình và anh Kiểm chỉ có say mỗi một cái thôi, đó là say tình cảm. Còn bia rượu như này là không có cái gì làm anh Bình và anh Kiểm có thể say được. Và em xin được mời anh Bình và anh Kiểm sẽ quay trở lại sân khấu để giúp ban tổ chức tìm ra 35 lá phiếu, tương ứng với đó là 35 chủ nhân của giải thưởng máy sấy quần áo. Xin giới thiệu và mời ạ. Và xin mời hòm phiếu tới từ ban tổ chức. Vâng ạ, 35 lá phiếu. Vâng thưa quý vị, mỗi khi tham dự bữa tiệc thì chắc hẳn là đến những giây phút mà chúng ta chờ đợi, lắng nghe xem mình có phải là người may mắn nhận những giải thưởng hay không, thì đó là cảm xúc rất là hồi hộp của quý vị. Và không những quý vị đang hồi hộp mà chúng tôi ngày hôm nay cũng đang hồi hộp, bởi vì không biết rằng ai sẽ là người mà được chúng tôi sướng cái tên để lên đây nhận những phần quà tương ứng. Và ngày hôm nay, dù ai may mắn nhận được những giải thưởng, dù ai chưa may mắn, chưa nhận được những giải thưởng, thì chúng ta đừng vội buồn ạ. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau đồng hành, cùng nhau cố gắng và nỗ lực trong suốt một năm, một chặng đường khá dài thưa quý vị. Và trong buổi tiệc này, một lần nữa trước khi công bố giải thưởng, kính chúc đại gia đình Nissay luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Và chúng ta sẽ cùng nhau nỗ lực hơn nữa, cố gắng nhiều hơn nữa để xây dựng một Nissay Việt Nam, cùng với đó là một Nissay vững mạnh và trường tồn. Em xin được chúc mừng chủ nhân đầu tiên của máy sấy quần áo, đó là bộ phận QC. Xin chúc mừng chị Phạm Thị Hoan, NTV 2382. Và có biết rằng các anh chị công nhân viên ta có nhớ nổi mã nhân viên của mình hay không? Xin được chúc mừng 1074 Đồng Việt Hà, bộ phận hành chính nhân sự. Xin được chúc mừng chủ nhân tiếp theo, NTV 3859 Lê Duy Tùng, nhà máy 2 ạ. Xin được chúc mừng nhà máy 2 Bùi Thị Huyền, mã nhân viên 4929. Xin được chúc mừng chị Nguyễn Thị Phương Anh, NTV 7821, bộ phận QC ạ. Vẫn là QC. Xin được chúc mừng Cao Thị Tỉnh, máy nhân viên 5156, xin được chúc mừng. Xin được chúc mừng chủ nhân tiếp theo, NTV 4945,
Vũ Thị Mai, nhà máy 2 ạ. Ôi, ông rồi, cậu đây rồi. Bộ phận khuôn xin được chúc mừng Đinh Công Lịch, máy nhân viên 2606. Xin được chúc mừng chủ nhân tiếp theo, chị Trần Thị Thanh, NTV 5601, bộ phận nhà máy 2 ạ. Và xin được chúc mừng Phạm Thị Hân, 5810, nhà máy 2, xin được chúc mừng. Xin được chúc mừng anh Nguyễn Quang Vinh, bộ phận mua hàng, NTV 5614. Rõ ràng đây là những thông điệp cực kỳ yêu thương. Dù ai của bộ phận khuôn cũng được, miễn là khuôn. Xin được chúc mừng Nguyễn Văn Thông, máy nhân viên 6939, xin được chúc mừng. Xin được chúc mừng chủ nhân tiếp theo, NTV 5613, Nguyễn Văn Nam, quản lý sản xuất. Và bộ phận thành hình, xin được chúc mừng Nguyễn Thượng Hiền, máy nhân viên 6426, xin được chúc mừng. Xin được chúc mừng chủ nhân tiếp theo của bộ phận HP, NTV 7327, Vũ Thị Cúc. Và tiếp theo xin được chúc mừng bộ phận thành hình, máy nhân viên 5679, Vũ Đức Quỳnh. Xin được chúc mừng chủ nhân tiếp theo, Lý Thị Dân, NTV 4534, bộ phận nhà máy 2 ạ. Và xin được chúc mừng nhà máy 2, máy nhân viên 5570, Dương Thị Quỳnh. Hình như ngày hôm nay anh Bình lên đây để bốc cho nhà máy 2 hay sao ấy ạ? Xin được chúc mừng chủ nhân tiếp theo đến từ nhà máy 2, Phạm Thị Luận, NTV 5268. Anh Bình thì bốc giúp nhà máy 2, còn anh Kiểm thì bốc giúp chính xác à, bốc giúp thành hình. Và xin được chúc mừng mã nhân viên 7174, Lê Thị Hương. Tiếp theo vẫn là bộ phận thành hình ạ. Xin chúc mừng bộ phận thành hình F3, NTV 5480, Trần Thị Thúy. Có tên của anh Kiểm không ạ? Không có tên anh Kiểm đúng không ạ? Mọi người có thể vỗ tay cho anh Kiểm đúng không ạ? Cảm ơn những chàng trai cô gái của thành hình. Và xin được chúc mừng Nguyễn Trung Hiếu, máy nhân viên 7706. Tiếp theo xin được chúc mừng chủ nhân NTV 3502, Lê Thị Thùy, nhà máy 2 ạ. Mọi người hiểu ý tôi rồi chứ? Chắc chắn rồi. 7363, Nguyễn Mạnh Hùng, bộ phận thành hình ạ. Tiếp theo xin được chúc mừng chủ nhân đến từ QC, NTV 7858, Lê Thị Thương ạ. Vẫn là thành hình, nhưng lần này chưa phải là các chị. Xin được chúc mừng Nguyễn Văn Toại, 5631. Xin được chúc mừng chủ nhân tiếp theo đến từ nhà máy 2, NTV 7716, Phạm Quốc Huy. Rất yêu bộ phận khuôn, quá tuyệt vời. Mong rằng những người nhiệt tình, nhiệt thành sẽ nhận được những điều may mắn. Xin được chúc mừng Lê Văn Trúc, máy nhân viên 7770. Xin được chúc mừng chủ nhân tiếp theo, Nguyễn Tuấn Anh, NTV 2943, đến từ bộ phận thành hình F3. Và xin được chúc mừng nhà máy 2, máy nhân viên 5604, Võ Thị Thảo. Tiếp theo lại là một chủ nhân đến từ nhà máy 2. Xin được chúc mừng chị Bùi Thị Xuân, NTV 4714. Và bây giờ, không phải khuôn, cũng không phải thành hình, chắc chắn đó là QC. Vậy là ai? Xin được chúc mừng các anh.
nhận được một tràng pháo tay thật lớn từ quý vị. Và xin được chúc mừng các chị. Và chị nào đây? Xin được chúc mừng mã nhân viên 7184 Ngô Thị Hà Ly tới bộ phận QC. Tiếp theo xin được chúc mừng chủ nhân đến từ bộ phận thành hình. Xin chúc mừng chị Lương Thị Hà, NTV 7176. Và xin được chúc mừng bộ phận nhà máy 2 Vũ Thị Thao, máy nhân viên 4600. Xin được chúc mừng. Vẫn còn một cái cuối cùng. Và giải thưởng của chúng ta đó chính là máy sấy quần áo thương hiệu Samsung. Xin được chúc mừng bộ phận QC. Lần này xin được chúc mừng các chị tiếp. Các chị xứng đáng nhận được một tràng pháo tay thật lớn từ quý vị. Để xin được chúc mừng mã nhân viên 7829 Phạm Văn Huy. Và một xin mời những người may mắn trong chương trình ngày hôm nay đã dinh về cho mình giải thưởng, đó chính là máy sấy quần áo. Xin mời mọi người, bác sẽ cùng di chuyển lên phía trên một chút ạ. Và ban tổ chức xin được chân thành cảm ơn với tình cảm của anh Bình và anh Kiểm đã giúp ban tổ chức lựa ra 35 lá phiếu may mắn, kèm theo đó là 35 thành viên may mắn trúng giải máy sấy quần áo thương hiệu Samsung uy tín ngày hôm nay. Một nữa thì xin được cảm ơn và chúc mừng. Và xin mời những người may mắn trúng thưởng ạ. Chúng ta sẽ cùng tiến lên phía trước một bước đi ạ, giúp ban tổ chức tiến phía trước một bước. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và có biết rằng những tình cảm, những tràng pháo tay thật lớn từ quý vị chúc mừng đang ở đó. Chắc chắn rồi, đang tại đây, đang tại buổi tiệc tất niên, để chúng ta sẽ cùng chào mừng một mùa xuân mới, một năm mới, năm 2024 và xuân Giáp Thìn. Xin được cảm ơn anh Bình, xin được cảm ơn anh Kiểm và xin được chúc mừng 35 người may mắn chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị thân mến, một lần nữa thì Ngọc Thơm cùng với anh Tuấn xin được cảm ơn những tình cảm của quý vị rất nhiều. Và ngày hôm nay, dù ai là người chưa may mắn trúng thưởng, nhưng chúng ta không phải buồn, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta đang là một gia đình. Dù mình không được thì người khác sẽ được. Đó là một gia đình, thưa quý vị. Và bây giờ đây, chúng ta sẽ chỉ còn hai giải cao nhất trong chương trình ngày hôm nay. Đó chính là một chiếc TV Samsung bao nhiêu inch thì một lát nữa chúng tôi sẽ bật mí, và một chiếc xe máy điện ngày hôm nay. Và giải thưởng sẽ thuộc về ai, một lát nữa thôi chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra. Và thưa quý vị, trước khi mà sẽ cùng tìm ra chủ nhân của chiếc TV Samsung 55 inch cùng với đó là một chiếc xe máy điện ngày hôm nay, thì chúng tôi vẫn có những phần quà nho nhỏ để dành cho các anh chị nào sẵn sàng để tham gia thử thách cùng với chúng tôi ạ.
Không biết rằng mọi người có sẵn sàng tham gia thử thách để nhận những phần quà không ạ? Đầu tiên phải nhường khuôn trước này. Yêu mến khuôn là phải nhường khuôn trước này. Ai sẵn sàng tham gia thử thách ạ? 1, 2, 3, 4, 5. Hình thành thì sao ạ? QC sao ạ? 1, 2, 3. 8 người rồi ạ. Ai nữa? 9. Mọi người yên tâm nhá. Thử thách nói thì là cảm giác là nó gọi cái gì đó rất là khó thôi, nhưng mà thật ra rất dễ, cực kỳ đơn giản. Bây giờ cho mọi người cơ hội cuối cùng đi ạ. 100% tham gia thử thách sẽ có quà. Mời anh giơ tay cuối cùng, chính anh và chị gái, chính chị luôn. Em đang nhìn chị ạ. Đấy chị ạ. Chị ạ. Đó, chính xác, chính chị. Còn đúng không ạ? Mời bạn. Em mời chị ạ. Còn anh không ạ? Em mời anh. Rồi bao nhiêu người rồi ạ? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mọi người cho em xin một chai nước không được không ạ? Một chai nước đã sử dụng hết rồi ạ. Đây ạ, cho em xin cái chai kia. Đổ hết nước giúp em. Đâu ạ? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. Chết rồi. Anh Dương của em ở đâu ạ? 17. Chính anh có lên không ạ? Anh Dương ở đâu ạ? Mọi người giúp em tìm vị trí của anh Dương ở đâu ạ? Đó, em mời chị luôn. Để chúng ta xem ạ. Cơ hội cuối cùng nữa. Chỉ có một game duy nhất thôi. Ai mà không tham dự chắc chắn cơ hội sẽ bỏ lỡ. Rất đáng tiếc. Bao nhiêu ạ? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Còn ai không ạ? Mời anh 18. 19 anh ạ. Còn anh ạ. Cơ hội cuối cùng. Em cần một chị hoặc một cô. Thậm chí một em cũng được. Đâu ạ? Nghe đồn là chị Châu là chưa có người thương ạ. Có người thương chưa? Chưa có người thương. Vậy thì xin mời chị Châu chưa người thương lên sân khấu ạ. Được chưa? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Đúng rồi. Chị Châu có lên không ạ? Không lên là cơ hội bất ạ. Có lên không ạ? Không lên thì cơ hội sẽ nhiều người khác. Em mời chị Thời. Chính xác là chị Thời lên tham gia thử thách ngày hôm nay. 2 năm trời đến năm thứ 2 mới được mời chị mình lên sân khấu ạ. Thương thể quý vị, xin thưa tới toàn thể những người tham gia thử thách ngày hôm nay. Và thử thách của ban tổ chức đưa ra cho mọi người sẽ là gì? Thật ra game ngày hôm nay rất là đơn giản thôi ạ. Rất đơn giản, trên tay của em đang có một chai nước rỗng, thưa quý vị. Rỗng, không có gì cả. Nhưng bây giờ đây, em muốn nâng cấp chai nước này trở nên có giá trị hơn.
từ những tấm lòng từ quý vị. Với những hiện kim, ai sẽ là người đồng hành đi ạ? Hiện kim ạ. Đầu tiên, từ ban lãnh đạo hãy giúp ban tổ chức 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 200.000 đều được hết ạ. Và các anh chị thì sao ạ? Giúp ban tổ chức nâng cấp chai nước lên được không ạ? Rồi, nhanh quân đúng không ạ? Bác gì ạ? Vỡ tổng giám đốc ra, một chéo tay thật lớn đúng không ạ? Một mảnh giá bất kỳ, một mảnh giá bất kỳ. Đầu tiên ạ, 20 người trên kia hãy dành một lời cảm ơn yêu thương MC đúng không ạ? Chắc chắn rồi. MC đã bảo rồi, cơ hội ngày hôm nay chỉ có một mà thôi. Và được hết ạ. No, được hết ạ. Em nhận ạ. 500.000 đầu tiên ạ. Một trong 20 nhân vật đang ở trên kia sẽ có cơ hội nhận được 500.000 và tiếp tục đúng không ạ? Chai nước này vẫn muốn nâng cấp tiếp ạ. Ai ạ? Gương mặt nào tiếp theo đây ạ? Bao nhiêu ạ? À, chương trình gì thôi? Bây giờ anh hỏi chương trình gì thì ban tổ chức sẽ không nói ạ. Anh Dương! Anh Dương ơi! Anh Dương! Wow! Vẫn còn tiếp tục ạ! Vẫn còn tiếp tục! Vẫn còn tiếp tục! 200.000 đồng! Chai nước đã lên giá trị 700.000 đồng! Một trong 20 người trên sân khấu ngày hôm nay đầu tiên ạ, 100% đã có quà. 100% đã có quà. Đây là sẽ là phần thưởng dành cho người chiến thắng. Và còn ai đây không ạ? Còn ai không ạ? Dạ. Anh muốn tham gia trò chơi. Hẹn anh năm sau. Em bảo rồi, con số chỉ có 20 người cuối cùng thôi. Còn ai đồng hành cùng ban tổ chức để nâng cấp chai nước này nữa không ạ? 5 4 3 2 2 Mọi người thể kêu gọi đúng không ạ? Em kêu gọi hết nước ở đây. Rồi, tôi cảm ơn mọi người. Em xin phép khóa sổ chai nước này. Lại ạ. Rồi. Em làm cũng sắp xong chương trình rồi. Em xin cái chai nước này về trước được không ạ? Rồi, em đùa mọi người một chút thôi. Thật ra đây là một game show vui. Đầu tiên em mời mọi người, chúng ta sẽ cùng xếp thành một vòng tròn thật lớn đi ạ. Mọi người nắm tay nhau xếp thành một vòng tròn thật lớn nhé. Rồi. Và mục đích của mọi người ngày hôm nay đó là tình cảm, để gửi nhau những thông điệp yêu thương. Rồi. Lý do mà chúng ta nắm tay nhau thật chặt đó chính là dù ai là người nhận được chai nước này thì cũng mong muốn rằng hãy chia cho MC 9 phần thôi. Em không tham quá, chia 9 phần thôi, đừng chia nhiều quá, em không nhận đâu. 90% được rồi ạ. Và thử thách của chúng ta ngày hôm nay đó chính là mang tên giải cứu trái đất. Và thử thách chúng ta ngày hôm nay được thực hiện như nào? Trên tay của anh Tuấn, chúng ta tạm ví đây là một quả mìn nhá. Nhưng quả mìn này hầu như ai cũng muốn nhận. Nhưng ở trong thử thách ngày hôm nay, khi âm nhạc nổi lên, mọi người phải truyền tay nhau thật nhanh chai nước này. Có thể truyền cho người bên cạnh, có thể truyền người phía trước. Nhưng ai là người làm rơi hoặc đưa không nhận, hoặc âm nhạc dừng mà chai nước này nằm ở trong tay ai, người đó sẽ là người bị loại. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, nghe ôi dồi ôi mà não nòng quá cơ. Chắc chắn là 100% có quà. Không may nhận được quả mìn này thì chúng ta là những người hùng,
chúng ta giải cứu trái đất sẽ nhận được quà từ ban tổ chức. Và mọi người có thắc mắc gì không ạ? Phải truyền tay nhau. Và bây giờ thời gian cho các anh nắm tay các chị kết thúc chưa? Rồi, và đến cái thời khắc này cũng là thời gian để cho các anh nắm tay nhau kết thúc. Mọi người nhớ nhá, phải truyền tay nhau. Và khi âm nhạc dừng, chai nước này thuộc về ai, người đó sẽ bị loại. Và âm nhạc bắt đầu ạ. Vỗ tay cổ vũ thật lớn lắm ạ. Khổ thân, đứng chưa quá 3 giây. Cái thằng em cái nó ác quá. Làm thằng anh đó, làm thằng anh vẫn còn đang bình, bình thản, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Một phần quà và một trong tay lớn để cầu chúc mừng. Và xin mời anh sẽ di chuyển phía rồi, tiếp tục ạ. Di chuyển thật nhanh ạ. Chúng ta phải chuyển đi hoặc chuyển lại được nhá. Chuyển cho người đối phương. Ai làm rơi ạ? Đừng, không được vứt ạ. Ai là... Dừng lại một chút ạ. Mọi người lưu ý nhá, không được vứt, không được ném, chỉ được là truyền tay. Ai vứt hoặc ai ném, đấy đúng rồi, mình có thể mình mời chị uống nước, mời anh uống nước, nhưng đừng mời MC. Vâng, mọi người mời ai thì mời, đừng mời em. Vâng, rồi, tiếp tục ạ. Có thể chuyển người đối diện ạ, có thể chuyển người đối diện. Chuyển đi, có thể chuyển lại được ạ, chuyển đi, chuyển lại đều được ạ. Ai là người vứt ạ? Ai là người ném? Rồi, vậy thì người chơi cùng ta loại. Khổ, anh này muốn nhận quà sớm quá. Đó, xin mời anh nhận là một phần quà tới từ ban tổ chức ạ. Kìa, anh ơi, anh áo cam, anh áo cam. Anh ơi, em xin anh. Anh ơi, em xin anh. Lần đầu tiên trong cuộc đời phải đuổi theo người. Dạ, đây một quà dành cho anh ạ. Cảm ơn anh. Tiếp tục ạ, tiếp tục ạ. Anh ơi, hết nhạc anh vẫn cố đưa. Một người anh áo trắng có làm cho các chị em lo lắng hay không ạ? Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Và một phần quà dành cho anh ạ. Cảm ơn anh. Và em mời mọi người có thể lùi về phía sau ạ. Rất được rồi, tiếp tục ạ. Có thể đưa người đối diện nhá. Sao cái khu này nó làm sao nhỉ? Thế mình có phải biết đường mình đưa lại người ta chứ. Rồi, cảm ơn anh. Và một phần quà dành cho anh ạ. Và người chơi ta đã bị sao ạ? Loại. Tiếp tục ạ. Ai ạ? Ai là người làm rơi ạ? Được rồi, âm nhạc. Đưa nhưng không cầm. Đưa không cầm, làm rơi thì đồng nghĩa với việc người chơi ta làm sao? Loại. Một phần quà. Âm nhạc tiếp tục ạ. Giá như cái chai nước này mà nó còn được nâng cấp nữa thì tốt ạ. Không biết là trong công ty chị em có yêu thương nhau thì thế nào. Hôm nay mời nhau chai nước mà cứ rủn đi rủn lại. Vậy thì cô bé xinh xinh, mập mạp, dễ thương, đeo kính với bờm hai bên của chúng ta đã bị loại. Và xin mời âm nhạc tiếp tục ạ. Mọi người làm nào làm, đừng để chị thời em bị loại sớm quá. Anh ạ, cái lúc mà mới đến đây chưa, khoác vai nhau, chú yên tâm, anh sẽ không mở loại chú đâu. Chú yên tâm, anh không mở loại chú đâu. Vậy thì người chơi ta ngày hôm nay đã bị loại. Một trang tay thật lớn để cùng cảm ơn và một phần quà dành cho anh ạ. Bây giờ mời mọi người sẽ cùng tiến lại gần phía MC một chút được không ạ? Và bây giờ, chúng ta đang còn rất ít thành viên. Nhiệm vụ của ta như này ạ. Bây giờ, khi ta vừa truyền chai nước, kèm theo đó, những người không nhận được chai nước chúng ta tiếp tục vỗ tay ạ. Cứ vỗ tay. Ai không vỗ tay thì làm sao ạ? Loại.
Khi nào mà MC bảo vỗ tay qua đầu mà không vỗ tay qua đầu thì làm sao ạ? Loại. Âm nhạc tiếp tục ạ. Vỗ tay ạ. Vỗ tay ạ. Vỗ tay, vỗ tay nha mọi. Em có định nói cái gì? Thương anh quá. Không cầm cũng loại, không vỗ tay cũng loại. Vậy anh tên là gì ạ? Mình tên Thắng. Một tràng vỗ tay chúc mừng anh Thắng đã bị loại. Cảm ơn anh rất nhiều. Rồi tiếp tục ạ. Mọi người vỗ tay cổ vũ thật lớn không ạ? Và người ấy là ai? Đưa lại. Đừng loại chỉ thời em. Đừng loại chỉ thời em. Tiếp ạ, nhanh ạ. Thôi, không sao. Dù sao mình đã vui chơi, đã có thưởng rồi á. Cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn chị gái chúng ta. Bây giờ nha, chúng ta dance người lại với nhau đi ạ. Cả nam và nữ dance lại nhau đi ạ. Dance cả nam nữ ạ. Rồi, như này bây giờ chuẩn bài này. Xin phép một tí ạ. Đôi, 4, 6, 8, 9, 10. Nhanh quá. Loại 10 người chơi nhanh chóng. Và bây giờ âm nhạc tiếp tục. Đưa cho bất kỳ ai ạ. Đưa bất kỳ ai nhá. Em không nghĩ anh là như thế. Mà em cũng không nghĩ anh cũng như thế. Hai anh làm gì mà để cho chị gái em xinh như này mà cầm chai nước trong sự tiếc nuối. Ôi, nỗi đau này em thấu. Cảm ơn chị rất nhiều ạ. Ấy, bắt tay khó quá. Dạ, em mời chị nhận một phần quà. Tiếp tục ạ. Vừa nhún nhảy vừa vỗ tay ạ. Vừa nhún nhảy vừa vỗ tay nhá. Không, đúng rồi, là cũng là đưa. Nhưng mà cái giây phút đấy, cái giây phút quyết định đấy, cái ánh mắt mà chúng ta va chạm vào nhau, em đã nhận định anh sẽ là người nhận một phần quà từ ban tổ chức. Vậy người chơi chúng ta làm sao ạ? Loại. Tiếp tục ạ. Vừa vỗ tay vừa nhún nhảy ạ. Ai không nhún nhảy loại luôn ạ. Nhún chân ạ. Nhún chân. Đừng loại chị thời em sớm quá. Đừng loại. Thật ra cái khúc đấy nó cũng bị rơi thưa quý vị. Nhưng mà em lấn cấn quá. Em mới bảo là chị thời đừng bị loại xong. Nhưng chị em run tay thế nào. Vậy thì đừng để em nói nhá. Chị thời của em sẽ bị. Rất xin lỗi chị. Một phần quà cho chị thời ạ. Bây giờ mời những người chơi lại mà sẽ cùng tiến lên phía trên này một chút ạ. Lùi lại phía bên này một chút ạ. Chúng ta còn bao nhiêu người chơi ạ? Đôi, 4, 6, 8. Chỉ còn 8 người cuối cùng để tranh tài. Không, mà bây giờ chúng ta phải đứng gần. Đứng gần làm sao? Chậm hơn ạ. Lát nữa còn 2 người thì anh muốn đứng xa bao nhiêu cũng được. Và bây giờ âm nhạc tiếp tục. Nhanh ạ. Đưa không cầm lạ. Ai ạ? Em không nghĩ anh như thế. Đùa, trong đây chỉ còn có 3 chị thôi. Chị gái của em tên là gì ạ? Mình tên là Nhàn. Chị Nhàn. Vâng. Vâng, xin được cảm ơn chị Nhàn tới bộ phận kế toán ngày hôm nay đã tham dự trò chơi. Và chị Nhàn ta làm sao ạ? Đã bị loại. Âm nhạc tiếp tục. Nhanh ạ, bây giờ càng về cuối càng khó ạ. Đưa là phải cầm nhanh ạ. Anh ơi, anh có thể xuống cầm theo quà.
nhưng chai nước thì anh để lại cho em. Vâng, anh quên như thế thì lát nữa mọi người cứ tranh đấu, em xin phép được quên giống anh. Rồi, tiếp tục ạ. Hai nữ bốn nam và ai sẽ là người bị loại đây ạ? Nhanh ạ. Nhanh ạ. Ờ, đưa ra không cầm ạ. Đưa phải cầm ngay ạ. Em nói thật là em vừa kịp quay ra kia, tôi quay lại thì mọi người thấy gì không ạ? Ai ạ? Loại ai ạ? Loại ai áo trắng ạ? Đó. Anh áo trắng. MC chắc chắn là bị loại rồi. Có được chơi đâu mà loại ạ. Loại ai ạ? Anh áo trắng. Chị áo vàng. Áo trắng. Ai đồng ý loại anh áo trắng? Ai đồng ý loại chị áo vàng? Anh rất tuyệt vời, em cảm ơn tinh thần của anh. Và anh sẽ xứng đáng nhận một phần quà từ ban tổ chức. Và anh tên là gì ạ? Anh... Vâng, xin cảm ơn anh, không cần. Tiếp tục. À, chưa hết nhạc, ạ. Nhanh ạ. Và ai? Ba. Trong vánh thật sự. Tôi, ban tổ chức, xin được thông báo, chia buồn cùng với chị gái với chiếc áo len màu hồng. Bây giờ em xin được ngỏ lời nhỏ tới các anh nhà mình nhá. Mình làm nào mình làm. Trên sân khấu là còn mỗi một mình chị đấy thôi đấy. Các anh làm nào làm, đừng vì cái chai nước mệnh giá nó hơi cao mà mình lỡ lòng nào. Mà để chị gái bị loại sớm quá là em buồn đấy nhá. Rồi, âm nhạc tiếp tục. Là đừng sai nhau ra một chút ạ. Sai nhau ra một chút ạ. Nhanh ạ. Và người ấy ai ạ? Ai đây ạ? Thôi ở đây với bộ phận khuôn không nghe. Thôi vui chơi là có thường. Thôi, dù thưởng lớn hay thưởng nhỏ cũng là có thưởng. Thôi, rất là yêu Khuôn nhưng mà xin lỗi Khuôn. Cảm ơn anh. Và bây giờ âm nhạc tiếp tục ạ. Mọi người để vỗ tay cổ vũ thật lớn đúng không ạ? Và rồi, làm thế nào đi? Cái niềm yêu mến cuối cùng của tôi không động lại được tí gì nữa rồi. Thôi, chị gái của em tên là gì ạ? Dạ. Chị tên là gì ạ? Tươi. Chị Tươi ạ. Em mong rằng chị sẽ đúng như tên của chị. Đừng héo. Không được héo nhá. Rồi, cảm ơn chị Tươi đã tham dự thử thách ngày hôm nay. Chúc chị thật nhiều sức khỏe. Rồi. Mời hai người di chuyển đây ạ. Rồi, ok. Rồi ạ. Bây giờ như này nhá, sau một hồi mà hai thành viên ta thương thảo qua lại, họ đã quyết định đến phương án đó là chia. Nhưng mọi người chắc không quên cái phần đầu MC mới nói đúng không ạ? Nâng cấp giá trị của cái chai lên. Đồng thời bây giờ mọi người chia nào chia. Trong đấy có một tờ màu xanh với một tờ màu vàng. Tờ màu xanh thôi em xin phép là mình bị nhịn nhục vậy. Mình nhịn nhục hèn hạ một tí, em nhận cái tờ màu xanh. Còn tờ màu vàng em nhường mọi người còn gì nữa. Nào, thế còn muốn chia nữa không ạ? Chia hay không? Một xanh một đỏ. Được, tuyệt vời. Đây là điều tôi cần nè. Thôi MC lại lùi một bước về sau. Trong chai nước có hai tờ. Một tờ màu xanh, một tờ màu vàng. Ai là người thắng cuộc, MC nhường cái tờ màu xanh đấy cho người đấy. Được không ạ? Có cái tờ màu vàng, MC xin phép nhận. Thôi đùa ạ. Rồi, không làm mất thời gian quý vị nữa. Tờ màu xanh sẽ dành cho người thắng cuộc. Và tờ màu vàng sẽ dành cho người không phải là thua cuộc, mà người hy sinh
vì trái đất. Âm nhạc bắt đầu. Rồi ạ, cổ vũ thật lớn đúng không ạ? Cổ vũ thật lớn ạ. Và em mệt quá. Và không làm rơi nhá. Em mời anh di chuyển gì đến đây ạ? Thật ra còn hai người cuối cùng nên là đôi khi là em quan sát rất kỹ, rất tỉ mỉ. Bây giờ chỉ cần người nào thắng cuộc chia nhẹ cho MC một tí thôi là người đó sẽ là người thắng 100%. Thật ra đây là một game show vui thôi. 100% nó đều có thưởng. Anh ấy đừng vội vàng thế. MC còn chưa quyết định đã sốc tính chia ngay đấy ạ. Khả năng là tuyên bố thua cuộc luôn nhá. Không, thật ra như này thôi thưa quý vị. Nó chỉ là nhanh nhạy một tí thôi. Ai thắng ai thua thì không sao hết cả. Để game show vui đúng không ạ? Nhưng trong tình hình như thế này, căng thẳng như này, ai đồng ý anh áo đen là người thắng cuộc ạ? Ai đồng ý bạn áo trắng người thắng cuộc ạ? Chết rồi, anh ở bộ phận nào ạ? Mình ở QC. Xong rồi, QC này buồn thế. Khuôn đông lắm. Nhưng thôi, đây là em đánh giá một cách công tâm nhất ạ. Người chiến thắng, thật ra không phải người chiến thắng đâu ạ, người may mắn hơn một chút thôi, trong thử thách lần này thuộc về Khuôn. Rồi lần này thì đích thân bạn và người anh sẽ nhận được một phần quà tới từ ban tổ chức. Và anh tên là gì ạ? Mình tên là Đồng. Vâng, xin được cảm ơn anh Đồng tới từ bộ phận QC đã tham gia thử thách. Và người may mắn trong trình ngày hôm nay, bạn tên là gì ạ? Em xin chào mọi người, cũng như lần đầu ngay đầu tiên chương trình em đã giới thiệu mọi người ạ. Em chắc chắn ở phòng Khuôn rồi, em là Nguyễn Đăng Khoa. Rồi, rất là cảm ơn chàng trai chúng ta. Sau khi thối thúc được rồi, những hành động như thế này ban tổ chức khuyến cáo không thực hiện tại khu vực sân khấu, bởi vì đây có những yếu tố nhạy cảm. Bởi vì MC không được cái gì buồn, mời mọi người về chỗ ạ. Thôi, cái đấy thì thôi, mình cảm ơn, mình xin phép là không nhận ạ. Xin được cảm ơn hai người tham gia thử thách cuối cùng và một trong tất cả lớn để cùng chúc mừng. Và bây giờ đây, Nisei ơi, đứng lên được không? 1, 2, 3, jump! Lên ạ! Mời các bác nhà mình ạ! Mời anh chị ạ! Chúng ta cùng nhau nắm tay đi bóng dáng nha! Mời mọi người ạ! Nắm tay đi vòng tròn ạ! Nắm tay đi vòng tròn ạ! Nắm tay đi vòng tròn ạ! Nisei ơi! Nắm tay đi vòng tròn đi ạ! Trong ngày mới, thành phố nối thôn xa vời vời, người chết nối linh thiêng vào đời và nụ cười nở trên môi. Từ hoang vu nam đôi liệt nắm tay, ta đi từ đồng hoang vu vượt hết núi đồi. Vượt thác treo leo, tay ta vượt đèo, từ quê nghèo đến phố lớn nắm tay nối liền. Biển xanh sông đẫm nối liền một vòng tự sinh. Trong ngày mới, thành phố nối thôn xa vời vời, người chết nối
vào đời và nụ cười nở trên môi. Từ hoang vu Nam đôi liền nắm tay, ta đi từ đồng hoang vu vượt hết núi đồi. Vượt tháp treo leo tay ta vượt đèo, từ quê nghèo đến phố lớn nắm tay nối liền. Biển xanh sông đẫm đôi liền một vòng từ xưa. Cờ nối gió đêm vui nơi này, dòng máu nối con tim đồng loại. Dâng tình người trong ngày mới, thành phố nối thôn xa vời vợi. Người chết nối linh thiêng vào đời và nụ cười nở trên môi. Đồng loại giữ tình người trong ngày mới, thành phố nơi con xa vời vợi, người chết nối linh thiêng vào đời và nụ cười nở trên môi. Tiếp đi, tiếp đi. Remake, remake, không nhạc cơ, nhạc cơ. Strong. Sustain.
Wow, yêu quá Nisei ơi. Rồi, cảm ơn mọi người đã mời bác Kata Yama, cùng với đó là Midas Dương ngày hôm nay đã cùng quay trở lại sân khấu, và cảm ơn anh em nhà mình rất nhiều ạ. Và xin mời bác Kata Yama, cùng với đó là đồng chí Dương, anh Dương sẽ cùng lắng lại sân khấu. Và mời tất cả anh chị ạ, chúng ta sẽ cùng quay trở lại vị trí những hàng ghế của mình. Và một lát nữa thôi là mà sẽ cùng nhau tiếp tục quẩy, tiếp tục sung ạ. Và bác Katayama đã ra để gỡ lá phiếu may mắn dành cho bất kỳ một ai đang có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Và xin mời những giải thưởng ạ. Và thưa quý vị thân mến, thưa đại gia đình Nisei, và chúng ta sẽ chỉ còn lại duy nhất hai giải thưởng. Và giải đầu tiên là một chiếc TV Samsung 55 inch. Wow. Và lần này quý vị cho phép chúng tôi hỏi quý vị một câu được không ạ? Bao nhiêu anh chị trong đại gia đình ta muốn nhận những giải thưởng này, giơ tay ạ? Quá tuyệt vời. Nhưng giải thưởng của chúng ta ngày hôm nay chỉ còn hai giải cuối cùng mà thôi. Xin chào anh Dương. Và ngay lúc này, với những gì tuyệt vời nhất, với những gì mình đang suy nghĩ trong lòng, anh Dương có thể gửi tới ban lãnh đạo, gửi tới những người đồng nghiệp và gửi tới những thành viên trong đại gia đình Nisei Việt Nam hay không ạ? Xin chào tất cả anh chị em công ty Nisei Việt Nam. Xin lời đầu tiên, xin cảm ơn ekip truyền hình Minh Thể, xin cảm ơn MC, xin cảm ơn nhà hàng Âu Cơ đã tạo điều kiện để chúng ta có một buổi liên hoan thật là vui vẻ ngày hôm nay. Hôm nay tất cả mọi người đã vui chưa nhỉ? Giơ tay cho mình thấy nào. Các bạn có muốn nhận cái xe này không nhỉ? Nhưng mà cái xe này tên anh rồi. Vừa rồi thì khi khai tiệc, trước khi khai tiệc thì bác Tổng Giám đốc Katayama đã có những lời chia sẻ rất là sâu sắc đến toàn thể cán bộ công nhân viên Nisei Việt Nam. Thì qua đó thì anh cũng xin gửi gắm những tình cảm, xin cảm ơn toàn bộ cán bộ công nhân viên Nisei Việt Nam. Chúc cán bộ công nhân viên Nisei Việt Nam 2024 thành công, dồi dào sức khỏe. Và cũng không để mọi người phải chờ lâu. Bây giờ mọi người muốn bốc phần quà thứ nhất hay là phần quà thứ hai nhỉ? Ai đồng ý thứ nhất giơ tay. Ai đồng ý thứ hai giơ tay. Hình như là trên này muốn nhận quà hơn bên dưới. Một lần nữa, ai muốn bốc phần quà thứ nhất xin giơ tay. Vậy là chắc chắn là muốn bốc phần quà thứ hai trước. Sau đây xin nhường quyền MC. Và vừa rồi, trước khi đến với phần quà cao nhất trong chương trình, đó chính là một chiếc xe máy điện, thì anh Dương có chia sẻ với toàn thể quý vị đúng không ạ? Chiếc xe này, lá phiếu này đã thuộc tên của anh Dương phải không ạ? Nhưng nếu lá phiếu này may mắn xướng tên anh Dương thì ban tổ chức xin phép y hệt như năm ngoái
mọi người còn nhớ hay không ạ? Nếu mà tên có thuộc về anh Dương thì sẽ bốc lại được không ạ? Và nếu mà chúng ta đã đồng ý nhất quán như vậy thì mọi người hãy cảm ơn anh Dương và dành tặng anh Dương một tình cảm thật lớn để cùng cảm ơn, đúng không ạ? Vẫn như năm ngoái, một lần nữa xin lỗi anh Dương, rất xin lỗi anh. Và bây giờ thời khắc của những nhân vật may mắn trong chương trình. Và để tính công tâm, giải thưởng đầu tiên trong trình, một chiếc tivi 55 inch ngày hôm nay sẽ thuộc về hành chính nhân sự hay khuôn. Có thể là thành hình, cũng có thể là QC, và cũng có thể là HP Project, có thể là tất cả một ai đó trong đây. Nhưng giải thưởng chỉ có một. Và chiếc TV 55 inch ngày hôm nay đã thuộc về cán bộ công nhân viên Trịnh Thị Tâm, bộ phận nhà máy 2, máy nhân viên 6054. Chúng tôi xin được nhắc lại ạ, giải Smart TV 55 inch Samsung ngày hôm nay đã thuộc về Trịnh Thị Tâm, bộ phận nhà máy 2, máy nhân viên 6054. Xin được chúc mừng. Vâng, xin được cảm ơn chị. Có lẽ bây giờ đây thì quý vị hãy cùng dành một tràng tay thật lớn để cùng chúc mừng. Thưa quý vị, niềm vui đã đến với nhà máy 2, và đặc biệt đã đến với một cô gái vô cùng xinh đẹp. Nhưng đây sẽ là phần hồi hộp nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Ai may mắn nhận được giải thưởng này vui lòng có thể đèo tổng giám đốc, cùng với đó là đèo anh Dương dạo một vòng Âu Cơ. Và lá phiếu này sẽ đích thân tổng giám đốc của chúng ta sẽ mở lá phiếu. Xin mời bác ạ. Không biết quý vị ở phía dưới hồi hộp bao nhiêu phần, nhưng trên đây lần sau ạ, tôi nghĩ là tôi phải đề nghị chị Thời ạ, không thể nào để chân trong trong đây được ạ. NTV 7. NTV 7. 4 9 2 NTV 7 4 7 4
Like to xin được chúc mừng NTV NTV 7492 Vy Thị Đấy. Cảm ơn Tổng Giám Đốc. Cùng với đó xin được cảm ơn Chủ tịch Công đoàn ngày hôm nay đã giúp ban tổ chức chúng ta tìm ra chủ nhân của hai giải cao nhất chương trình ngày hôm nay. Một đó chính là một chiếc TV Smart 55 inch thương hiệu Samsung. Và cùng với đó giải cao nhất chương trình đó chính là một chiếc xe máy điện. Xin cảm ơn và chúc mừng. Quý vị thân mến, vào bữa tiệc tất niên năm 2023, chào xuân Giáp Thìn năm 2024 của chúng ta ngày hôm nay xin phép chính thức được khép lại tại đây. Và trước khi thời khắc chia tay tới toàn thể quý vị, cho phép chúng tôi một lần nữa xin được gửi tới toàn thể quý vị lời cảm ơn chân thành. Đồng với đó xin được cảm ơn sự ủng hộ, đồng hành toàn thể quý vị trong suốt bữa tiệc ngày hôm nay. Và xin kính chúc toàn thể quý vị luôn hạnh phúc và thành công. Chúc công ty ngày một thăng tiến và vững mạnh. Cuối cùng, anh Tuấn xin được kính chúc đại gia đình ta, đại gia đình của Nissay Việt Nam một năm mới phát tài, phát lộc và sự như ý, mọi điều bình an. Xin chào, cảm ơn toàn thể quý vị. Nữa thì bạn trước xin được thông báo tới toàn thể quý vị, sau khi bữa tiệc của ta ngày hôm nay kết thúc thì mong muốn rằng toàn thể cán bộ công nhân viên sẽ cùng ổn định tại vị trí để trưởng xe sẽ đi lần lượt từng vị trí để mà ổn định ra về. Xin thông báo tới toàn thể quý vị rất nhiều. Cảm ơn tình cảm của ban lãnh đạo, cảm ơn tình cảm của ban chấp hành, cũng đã cảm ơn tình cảm của toàn thể đại gia đình Nissay Việt Nam đã tạo nên một buổi tiệc tất niên, một tình cảm hết sức đặc biệt và tuyệt vời. Một nước cảm ơn quý vị rất nhiều.